Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Tổng thống Trump đánh úp tử huyệt nhà Joe Biden Kính thưa quý vị, quý vị có thấy rằng Barack Obama đang ở Mỹ mà có vẻ ông ta lại rất là Ukraine hay không? Chứng tỏ rằng Ukraine là mẫu số chung của những thăng trầm chính trị tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, những câu chuyện này nghe có vẻ đã quá nhàm và trở thành nhạt nhẽo, nhưng chúng ta vẫn có những điểm mới cần mổ xẻ và hơn hết là chúng ta không thể để cho vụ này chìm được. Phải nhắc lại nhiều lần để những quý vị nào còn chưa biết hoặc chưa tỉnh thức sớm đường quay về. Trước khi đi vào vấn đề này thì xin mời quý vị chúng ta đảo qua một số chi tiết. Hunter Biden là gã cụ bơ cụ bớt, nghiện hút ma túy nặng. Này nhá, năm 1988, khi gã vừa tròn đôi chính thì bị phú lít vô cái tội hút bạch phiến. Năm 2013, hắn lại bị bắt quả tang trong nước tiểu có bạch phiến khi mới được hải quân tuyển dụng vài tuần. Nếu không có cha là phó tổng thống thì Hunter đã vào đếm rẹp ở quân Lao. Ngoài sự mong đợi, ngay sau khi bị đuổi, gã được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ phù dung, ngày ngày ăn cao xương khiếu và thầu hụi, kim luân tổng giám đốc điều hành Rosmon Seneca và ban quản trị của Burisma Ukraine. Hunter thỏa chí tàn bồng, dùng Air Force Two của Chu trong các phi vụ tống tiền tham nhũng ở Đông Âu và Trung Cộng. Năm 2016, Hillary chẳng may rớt đài, Tổng thống Trump đăng quang. Vì cậu thả cũng như coi thường luật lệ, các hoạt động tham nhũng của nhà Biden bị lộ. Tổng thống Trump thắc mắc các hoạt động phi pháp của Burisma và Rosman. Sau cuộc nói chuyện điện thoại của Tổng thống Trump với Zelensky tháng 7 năm 2019, phe Dân Chủ nhờ nắm đa số ở Hạ viện tiến hành thủ tục đàn hạt Tổng thống Trump, nhưng dĩ nhiên thất bại vì không đào ra lấy nửa tuổi. Khi Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử lần thứ hai, Bộ Tư pháp toàn lực xa luân chiến với ứng cử viên Donald Trump. Tại New York, Tổng thống Trump bị 3 vụ kiện. Trump với E. j Caron, Trump khai mang tiền bạc để bịt miệng Stormy Daniel và Bộ Tư pháp New York đánh tư sản đại công ty Trump. Tổng thống Trump bị truy tố khai gian vụ Daniel khép vào tội hình sự. Hai vụ kia là civil case nên không cần bàn. Theo như các buộc thì Tổng thống Trump dùng tiền để mua sự im lặng của Daniel khi Daniel ép Tổng thống Trump phải trả tiền cho sự im lặng của ả. Daniel phạm tội blackmail hay thường gọi là tống tiền. Thế nhưng, biện lý Barrett nghiễm nhiên hợp thức hóa việc tống tiền của Daniel và bẻ ngược lại bắt Tổng thống Trump là nạn nhân bị tống tiền phải bị truy tố theo luật hình sự. Tổng thống Trump và Daniel đã thỏa thuận không được tiết lộ chi tiết theo đúng các điều khoản trong giao ước Barrett bồi Tổng thống Trump thêm tội giữ kính chuyện vì tuân thủ các điều khoản đã dàn xếp với Daniel. Đúng là chuyện quái nào họ cũng làm được. Biện lý Willis và Trust Smith cáo buộc Tổng thống Trump âm mưu chống lại chính phủ bằng cách muốn điều tra các kết quả, đem lại phiếu bầu và tung tin thất thiệt về kết quả bầu cử. Theo Hiến pháp, Tổng thống là người đứng đầu ngành hành pháp, có trọng trách phải điều hành đất nước và giám sát tất cả các hoạt động của chính quyền, trong đó có trách nhiệm giám sát và kiểm tra cách tổ chức bầu cử. Vì thế, Tổng thống Trump có quyền gọi điện thoại cho các nội chính, mở các cuộc họp bàn thảo công việc để kiểm tra phiếu cũng như kiểm tra những trục trặc nếu có. Nghĩa là Tổng thống Trump đã ra các lệnh đúng với những gì hiến pháp cho phép. Judge Smith và biện lý Willis cho rằng Trump lạm quyền, cản trở nhà nước, ép uổng các tiểu bang phải kiểm tra lại máy và phiếu. Tin cực kỳ quan trọng và nguy hiểm cho DC, Luật sư phe tổng thống Trump cho hay, vào ngày 3 tháng 4 năm 2024 sắp tới tại tòa của Jacken, họ sẽ trình bày đầy đủ tin tức trình báo gợi riêng cho tổng thống độc. Những nguồn tin tình báo này xác nhận đã có các hoạt động gián điệp can thiệp vào kết quả của hai cuộc tổng tuyển cử năm 2016 và 2020 trong cương vị tổng thống. Trump đòi kiểm tra kết quả lại là đúng. Và Dân Chủ có thể sẽ bị hố nặng phen này, sẽ còn nhiều chuyện thú vị dây dưa không ít các quan chức của nhà nước ngầm sẽ bị lùi ra ánh sáng. Năm 1876, hai ứng cử viên Rostevor hayes thuộc đảng Cộng Hòa và Samuel Tilden thuộc đảng Dân Chủ còn tranh cãi kịch liệt về kết quả bầu cử hơn Tổng thống Trump và Biden bây giờ. Sau 4 tháng tranh cãi trong bế tắc, quốc hội viết đạo luật hình thành ủy ban thành tra cựu tri đoàn. Theo đó, đương kim phó tổng thống có nhiệm vụ phải bổ nhiệm một ủy ban 15 người, 5 người thuộc tối cao pháp viện do chánh thẩm chủ tọa, 5 dân biểu và 5 nghị sĩ. Đảng nắm đa số tại mỗi viện sẽ được quyền bổ nhiệm thành viên của mình. Ủy ban này sẽ điều tra và quyết định cho số phận của những phiếu cử tri đoàn của những tiểu bang đang trạch dấp, như họ đã thi hành năm 1877, đưa Hayes lên làm tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ. Có thể đây là thủ tục Tổng thống Trump muốn ông Pence suy nghĩ tới, nhưng ông này từ chối viện dẫn chỉ áp dụng luật cũ TCA-12 được viết 74 năm trước đó, năm 1803. Nancy Pelosi là chủ tịch quốc hội lúc đó đã nhanh chóng diêm đạo luật này không cho mang ra bản thảo. Thưa quý vị, đạo luật này đã bị thay đổi sang luật mới ngay sau khi phái dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện, niên khóa 2021-2022. Nói tóm lại, tất cả những tội Tổng thống Trump bị truy tố đều là những chuyện trái phép do dân chủ đặt ra. Nhưng để làm cái gì? Câu trả lời nằm đúng tự huyệt của Joe Biden. Các hoạt động phi pháp, lợi dụng quyền lực và bán nước Mỹ của Hunter tại Ukraine được ghi rõ trong cái laptop của gã. Bây giờ mới vô đề tài chính của câu chuyện. Trước đây, ông chủ tiệm sửa máy tính John Paul Mark Isaac cho hay, Hunter Biden mang đến hai cái máy laptop nhờ sửa đuổi rồi bị bỏ quên quá thời hạn nhưng chỉ có một cái laptop được báo chí và IRS nhắc đến 3 năm nay. Theo thẩm phán hồi hưu Joseph Brown, người được biết qua chương trình TV Truth Joe Brown ở thập niên 90, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube rằng Hunter bỏ rơi những ba cái máy laptop ở tiệm sữa. Chính ông Brown đã download toàn bộ dữ kiện của ba cái máy này và đã đọc tất cả chi tiết. Các dữ kiện trong ba máy tính được Isaac in ra nhiều phó bản một ông ta cắt giữ phòng thân, một gửi cho luật sư Rudy Giuliani và một gửi cho luật sư của Hunter sau khi FBI tịch thu ba cái máy này. Theo George Joe Brown, là một quan tòa của tòa án hình sự hai nhiệm kỳ, từng là biện lý và luật sư biện hộ cho can phạm từ thập niên 70, hiện đang tranh cử chức đồ trưởng tại tiểu bang. Chắc chắn không bị đặt, cho hay các dự kiện trong ba laptop có thể sẽ trở thành tang chứng để kết tội đương kim Tổng thống Joe Biden nếu bị đối chiếu tại tòa án ở Hoa Kỳ. Nhưng Joe Biden lăn lộn trong chính trường từ năm 1972, từng là phó cho Thái Thượng Hoàng Obama, nắm bộ tư pháp trong tay, Garland sẽ không bao giờ truy tố gia đình Biden. Bằng chứng rõ ràng, công tố viên đặc biệt Waze đã ngâm vụ án Hunter Biden suốt từ năm 2018 cho đến năm nay, đúng 5 năm, Cốt để các tội ăn hối lộ của Chu lúc Hunter nằm trong hội đồng quản trị Burisma từ năm 2014 đến năm 2019, thời gian Chu Biden làm phó cho Obama năm 2009-2016, trở nên quá thời hạn truy tố 5 năm theo luật hiện hành. Lão Chu cũng rất cần tái đắc cử 4 năm nữa để mọi sự quá thời gian truy tố. Chỉ có người chiếm giải nhất ở môn đại cực ngu mới tin rằng Bộ Tư pháp sẽ lôi chuyện Hunter ra tòa hắn sẽ chết vì nhiễm HIV, bị trụy tim cùng lúc và một ngày vì quá liều trước khi một quan tòa nào hỏi Hunter một câu hello. Thế nhưng, con bài hoang dã, Tổng thống Trump bắt được cách tẩy của nhà Biden. Cũng theo Truth to Brown, trong ba cái laptop ghi lại email qua lại giữa Hunter, Chu và một số người khác có nhắc đến những thùng đựng hồ sơ mật bị vứt trong gara của tư dinh ông ta. Một số email cho thấy chú Biden cho phép hoặc điều động ai đó đến lấy hoặc đọc các tài liệu mật này. Nghĩa là chu chủ đích lấy về sai, chứ không phải là quên như gã lý nhí laptop. bắp. Xin nhắc lại là những tài liệu mật từ tòa bạch ốc bị Joe Biden lấy trộm khi còn là phó tổng thống của Obama. Theo hiến pháp, chỉ có tổng thống mới có quyền giải mật hồ sơ hoặc bạch hóa hoàn toàn. Chính tổng thống Trump còn bị các quan truy tố gần 2 năm nay, nhưng với phó vương Biden thì chẳng ai nhớ chuyện gì. Bà định có thể nhẫn nhơ sống trên luật Mỹ, nhưng không thể thoát khỏi luật quốc tế với Ukraine. Năm 1999, Hoa Kỳ qua tay Phó Tổng thống Al Gore đã ký kết một thỏa ước tương trợ song phương đối với tội phạm hình sự với Ukraine. Thỏa ước này có những điều khoản vô cùng nguy hiểm cho những ai phạm tội hình sự, về luật pháp sẽ được áp dụng song phương trong việc truy tố và dẫn độ. Đây là trường hợp của Chu và Hunter. Có thể Mỹ bỏ qua không truy tố, nhưng vì áp lực của dân chúng, chính phủ Ukraine đã và đang cải tổ hệ thống tham nhũng trong chính quyền có thể sẽ hại tội. Công tố Sokin là người đang chuẩn bị điều tra Burisma thì đích thân Chu nhanh nhẫu bay sang đuổi việc Son of a Bitch. Zelensky đắc cử tổng thống vì hứa với dân sẽ chống tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo khi tranh cử. Đến đây, chúng ta đã hiểu tại sao có chàng trai dáng người hiên ngang, quanh năm bốn mùa mặc quần cargo pocket, áo thuần cộc tay khoe body bụng tròn sáu múi, nắm tóc thừa ba đình như quay dế nhũi. Bàn chúng dân chủ phủ phục tung hô vạn vạn tuế, sẵn sàng vay nợ đấm mỏm cho Zelensky. Nếu ông Joe Brown đã thấu hiểu thì Giuliani và Tổng thống Trump còn rành hơn nhiều. Quý vị thân mến, những câu chuyện này nghe đã quá nhàm và trở thành nhạc nhiễu, nhưng tôi vẫn cố gắng tìm tòi và lôi ra ánh sáng. Chính phủ Biden có thể cấm truyền thông và sách vở đưa tin, nhưng họ không thể bịt miệng hàng triệu triệu netizen và như chúng ta đây. Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.